Thưa quý vị, hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 5, Chùa Tam Bảo ở thành phố Fresno long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2558. Thưa quý vị, rất đông quý đồng hương, đồng bào Phật tử về tham dự trong đại lễ ngày hôm nay. Vũ Nhân xin gửi đến quý vị những hình ảnh ghi nhận được trong Đại lễ Phật Đản tại Chùa Tam Bảo. Đạo Phật là đạo của từ bi trí tuệ. Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014, Vũ Nhân có mặt tại Pháp Duyên Tịnh Xá thành phố Fresno để gửi đến quý vị Đại lễ Phật Đản 2558. Kính mời quý vị chia sẻ những hình ảnh và tâm tình sau đây. Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được buổi lễ ngày hôm nay và thưa hòa thượng. Hôm nay chính là ngày lễ Phật Đản mừng khánh đản năm 2558 Pháp Duyên Tịnh Xá tại thành phố Fresno. Chúng tôi tổ chức cái đại lễ này mời được một số tăng ni khắp nơi được về tham dự và đồng thời đồng bào Phật tử cũng nhiều địa phương, nhiều thành phố chung quanh thành phố Fresno này về tham dự cũng rất đông đảo. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý cơ quan, quý đoàn thể, nhất là cái hội khuyến học Fresno và Florvit. Chúng tôi xin cảm ơn đại BTN và cảm ơn tất cả quý đồng bào Phật tử và quý hội đoàn ở tại địa phương. Yeah, đây là mình tuyên dương cái hội khuyến học đã tham gia chương trình đại lễ Phật Đản. Đầu chúng tôi xin có một vài phút để nói lên về người phóng viên Trần Thiện Anh Toàn. Nói với Thanh Toàn thì rất là nhiều kỷ niệm, là tại vì anh em khi mà bước tới trại Thái Lan đầu tiên. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát hình kỳ tới. Vũ Nhân sẽ gửi đến quý vị lễ cầu an cho anh Trần Thiện Thanh Toàn do Hòa Thượng Thích Giác Lượng, trưởng đoàn du tăng thế giới Viện trưởng Viện Hành Đạo làm chủ lễ. Nhiều đêm Thích Toàn mình hơn được chiều người. Mình biết được cái chết của mình. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.